Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, khúc Tráng Ca Bất Tử. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương chính thức được ký kết. Theo Hiệp định, Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, chia cắt tạm thời. Thị xã Quảng Trị, trong đó có thành cổ Quảng Trị, đã trở thành trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế xã hội. Mỹ, Ngụy đã biến thành cổ thành khu quân sự, làm kho tàng quân đội và trung tâm chỉ huy chiến dịch toàn tỉnh, đồng thời mở thêm nhà giam để đàn áp các phong trào cách mạng của ta. Mỹ, Ngụy luôn coi tuyến phòng thủ Quảng Trị là con đê ngăn chặn vững chắc nhất ở miền Nam Việt Nam. Chỉ khi chiến dịch Xuân Hè năm 1972 mở ra, quân và dân ta đã hợp lực tấn công, quét sạch hệ thống phòng ngự kiên cố nhất và đập tan bộ máy kìm kẹp tàn bạo của Mỹ, Ngụy từ sông Bến Hải đến Mỹ Chánh, từ Khe Xanh đến Cửa Việt, một vùng đất rộng lớn của quê hương được hoàn toàn giải phóng. Để mất Quảng Trị, địch lên kế hoạch phản kích, tái chiếm lại thị xã Quảng Trị trong tháng 7 và toàn tỉnh Quảng Trị trong tháng 9 năm 1972. Vì vậy, chúng điên cuồng tập trung vào đây một lực lượng quân đội khổng lồ. Ngày 13 tháng 6 năm 1972, Nguyễn Văn Thiệu quyết định mở cuộc hành quân mang mật danh Lam Sơn 72, hòng tái chiếm lại Quảng Trị. Để chắc thắng, Nguyễn Văn Thiệu đã huy động lực lượng tham gia chiến dịch mạnh nhất, đồng thời điều Trung tướng Ngô Quang Trường, một viên tướng được kỳ vọng nhiều nhất trong hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, làm tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, tướng Ngô Quang Trường phát lệnh khởi binh chiến dịch Lam Sơn 72 trên hai gọng kìm. Sư đoàn Dù tấn công từ Tây Nam quốc lộ 1 về La Vang, còn sư đoàn Thủy quân Lục chiến tiến quân bên phải hướng Bắc quốc lộ 1. Bên cạnh đó là 3 sư đoàn dự bị chiến lược số 1, 2, 3 lần lượt đóng quân ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, sẵn sàng chi viện khi cần. Chiều ngày 28 tháng 6, các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến hành vượt sông Mỹ Chánh và cô lập các đơn vị của hai sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng hiện đang đóng ở bờ nam sông Mỹ Chánh. Ở hướng đông, hai lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đánh huyện Hải Lăng, phối hợp với một lữ đoàn Thủy quân Lục chiến khác tấn công các cứ điểm của quân giải phóng ở hướng đông, thị xã Quảng Trị. Ngay lập tức, chiến sự nổ ra ác liệt giữa hai bên. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7, sau khi nhổ từng chốt chạm của quân giải phóng, lữ đoàn Dù và liên đoàn 1 biệt động quân đã có mặt ở ngoại vi thị xã Quảng Trị nhưng không lọt vào được. Ngay lập tức, quân giải phóng tung sư đoàn 325 và 312 vào trận địa, chi viện cho các đơn vị đã bị vây bên trong thị xã. Ngày 7 tháng 7, quân giải phóng với sự hỗ trợ của 3 xe tăng và pháo binh đã bất ngờ xuất kích phản công đối phương ở phía đông La Vang Hữu. Quân Việt Nam Cộng Hòa thấy xe tăng bất ngờ xuất hiện nên đội hình rối loạn và bị thương vong tới vài trăm lính. Sau đó thì bị đánh bật ra khỏi khu vực La Vang Hữu. Tới lúc này, thời hạn chiếm lại thành cổ Quảng Trị mà Mỹ khẳng định đã sắp hết. Nhưng đà tiến công thì vẫn bị chặn đứng. Quân Mỹ liền tăng cường hỏa lực tới mức cao nhất, tập trung ném bom dọc bờ bắc sông Thạch Hãn và ngăn chặn quân giải phóng chi viện cho bên trong thị xã. Không thể dùng tàu bè vượt sông sang chi viện cho các đơn vị bên trong thị xã. Các lực lượng ở bờ bắc thậm chí đã phải dùng ni lông để bơi qua sông sang bờ bên kia. Bởi nếu không sang chi viện thì chắc chắn các đơn vị của ta bên trong thị xã sẽ không trụ nổi. Rất nhiều chiến sĩ đã dính phải đạn pháo của địch. Toàn bộ tỉnh Quảng Trị lúc đó đều nằm trong tầm ngắm của hỏa lực Hoa Kỳ, đặc biệt phải kể đến con đường 1. Các xe chở đạn pháo, nhu yếu phẩm không thể vào trận địa. Công tác tiếp tế hậu cần gặp rất nhiều khó khăn và các đơn vị bên trong thành cổ thì lại càng gian khổ hơn. Quân giải phóng không có pháo phòng không nên không quân Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ bầu trời. Họ thoải mái oanh tạc các trận địa pháo của quân giải phóng, khiến bộ đội pháo binh liên tục phải di chuyển trận địa cũng như không thể tiếp tế được đạn kịp thời. Chính vì thế, pháo binh của phía Việt Nam Cộng Hòa nhờ đó lại chiếm ưu thế. Sau giai đoạn 1, pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa được tăng viện dồi dào, được phép bắn không giới hạn. Tại nhiều địa điểm như cầu Lai Phước và đặc biệt là khu vực làng Xuân An, nơi có những trận địa trinh sát pháo của quân giải phóng, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa đánh những trận vô cùng dữ dội. Họ được lệnh chỉ cần phát hiện mắt pháo thì phải bắn hết mức có thể. Trận pháo kích làng Xuân An, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa nã pháo liên tục trong vòng 4 giờ đồng hồ một khu vực rộng 2 km vuông. Đầu tiên là những đợt pháo chơm nổ từng trang trên cao, rồi chụp xuống để lừa bộ đội vào trong thập. Sau đó là những trận pháo nổ dữ dội chưa từng có, san phẳng cả ngôi làng thành bình địa. Xen kẽ những trận pháo nổ là cả những quả pháo khoan. Gặp mặt đất thì chưa nổ ngay, mà nó sẽ khoan sâu vào trong lòng đất. Khi chạm tới một khoảng không thì mới phát nổ,
chuyên dùng để diệt các hầm trú ẩn hoặc đài trinh sát pháo. Ngày 13 tháng 7, hội đàm Paris chính thức mở lại. Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa chọn cách cắm cờ, cắm thật nhiều cờ để tuyên truyền rằng họ đang chiếm được đất đai. Một chiếc máy bay trực thăng chở Đại tá Nguyễn Trọng Bảo, tham mưu phó sư đoàn dù và 8 sĩ quan đi tham mưu đốc thúc việc cắm cờ đã tử trận khi bị một trận địa súng máy 12,7mm của quân giải phóng tiêu diệt. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, một đội biệt kích đột nhập vào phía đông thành cổ, định cắm cờ và chụp ảnh để tuyên truyền. Nhưng chưa kịp cắm thì bị quân giải phóng phát hiện và tiêu diệt tại chỗ. Ý định của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tái chiếm lại thị xã Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7, để mặc cả tại hội nghị Paris đã không thực hiện được. Sau 10 ngày liên tục tấn công thị xã, sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa đã chịu tổn thất rất lớn. Ngày 14 tháng 7, Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tấn công đợt 2 nhằm chiếm thị xã trước ngày 18 tháng 7 và cùng lắm là phải trước ngày 27 tháng 7. Ngô Quang Trường dồn toàn bộ lực lượng mạnh nhất cho đợt tấn công này. Hai lữ đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù tràn lên đánh chiếm toàn bộ các chốt của quân giải phóng ở thị xã Quảng Trị. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã Quảng Trị nhưng vẫn chưa vào được nội đô. Tiểu đoàn biệt kích dù 27 tiến sát góc đông nam thành cổ. Nhiều lần định lao lên cắm cờ trên tường thành nhưng đều bị quân giải phóng đẩy lùi. Ngày 27 tháng 7, thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa chi viện thêm 2 tiểu đoàn xuống huyện Triệu Phong để cắt đường tiếp tế. Ngày 28 tháng 7, thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị và thành cổ đã hết. Tướng Ngô Quang Trường quyết định rút sư đoàn dù, chỉ giữ lại các sư đoàn thủy quân lục chiến tiếp tục đánh thị xã Quảng Trị. Phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tuy giảm tần suất oanh tạc nhưng tăng tần suất pháo kích bằng tất cả các loại pháo khác nhau. Nhiều thời điểm cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa pháo kích liên tục từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chưa kể các đợt pháo kích trong đêm. Để tìm kiếm quân giải phóng, không lực Hoa Kỳ sử dụng các loại chiến đấu cơ L-19, OV-10 để trinh sát. Sau khi tìm tới trận địa của quân giải phóng, lực lượng máy bay trinh sát này sẽ thả pháo khói xuống các mục tiêu để các loại cường kích pháo binh tấn công vào mục tiêu. Tiếng pháo và bom nổ suốt ngày đêm không ngớt. Lúc này, trận chiến diễn ra trong mùa mưa khiến cho các đơn vị quân giải phóng phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn. Hai bên giao tranh với một tinh thần không khoan nhượng. Ngày 23 tháng 8, chỉ với vài chục tay súng lưu lượng, quân giải phóng ở phía cổng Tây của thành cổ đã đẩy lùi được một đại đội thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Tại Bến Vượt, nơi chuyển quân giữa hai bờ Thạch Hãn, cũng là nơi phải hứng chịu nhiều trận pháo kích nhất. Khúc sông ở Bến Vượt chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân giải phóng trong thành cổ, khi mà toàn bộ các cây cầu bị đối phương phá hủy. Thế trận thực sự nghiêng về phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khi họ đã kiểm soát được cả ba mặt của thành cổ lẫn trên không. Thế nhưng, quân giải phóng thì vẫn giữ được thành cổ trong suốt 3 tháng. Vào cuối tháng 8, hỏa lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại được Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường. Hai bên giành nhau từng mét đất. Cuối tháng 8 năm 1972, các chốt bên trong thành cổ và một vài chốt ở thị xã Quảng Trị vẫn được quân giải phóng giữ vững, thậm chí còn tổ chức các trận tập kích ban đêm sang doanh trại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu suy kiệt và liên tục bị quân giải phóng tập kích vào ban đêm. Ngày 7 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tấn công đợt 6, mở đầu bằng một đòn tập kích hỏa lực Phong Lôi 2. Không quân, hải quân Hoa Kỳ, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa bắn suốt 2 ngày liền không nghỉ vào các trận địa của quân giải phóng. Tập trung đánh vào khu thành cổ, các trận địa pháo, các bến vượt sông và những tuyến đường chi viện. Sau 2 ngày pháo kích liên tục, ngày 9 tháng 9, quân Việt Nam Cộng Hòa tiến công từ 3 hướng vào thị xã. Họ tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng phun lửa để tái chiếm thành cổ. Đồng thời, cũng chia quân tiến công khu La Vang, Tích Tường, Như Lệ để chặn quân chủ lực của sư đoàn 308 phản kích từ hướng này. Liên đoàn 1 biệt động quân cũng tiến công khu Bích Khê, Nại Cửu để chặn sư đoàn 320 về ứng cứu. Trong 3 ngày, 10, 11 và 12 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đánh mạnh từ hướng Nam, Đông Nam. Nhiều toán quân nhảy vào thành nhưng đều bị quân giải phóng tiêu diệt. Ngô Quang Trường tiếp tục bổ sung cho chiến trường thêm 2 sư đoàn từ Huế để tổ chức tấn công trực diện thành cổ, thể hiện quyết tâm chiếm bằng được nơi này. Ngày 13 tháng 9 năm 1972, trời mưa to và xảy ra lũ lớn. Lúc này, hậu cứ của quân giải phóng không thể chuyển được quân cũng như nhu yếu phẩm và vũ khí đạn dược cho thị xã nữa. Thế nhưng, quân giải phóng bên trong thành thì vẫn chiến đấu đến cùng. Sau 4 ngày liên tục vẫn chưa chiếm được thành, nhưng quân Việt Nam Cộng Hòa đã áp sát 3 góc thành cổ, Nam, Đông Nam, Đông Bắc. Quân Việt Nam Cộng Hòa một lần nữa lại ùa vào thành, nhưng quân giải phóng vẫn kiên cường chống trả.
Ngày 14 tháng 9 năm 1972, sau khi dùng xe tăng phun lửa dữ dội vào các chốt phòng thủ, quân Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào trong thành. Tiểu đoàn K3 chỉ còn gần 20 tay súng, quyết tâm thực hiện lời thề danh dự. K3, Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn. 2 giờ chiều, một toán khác đánh vào thành từ góc đông nam, liền bị các tay súng của đại đội 9 quân giải phóng đánh bật ra. Đến 18 giờ, lợi dụng lúc trời chạng vạng tối, từ ba góc, thủy quân lục chiến lại tiếp tục mở đợt tấn công dữ dội vào thành. Được sự chi viện từ tiểu đoàn K8, K3 vẫn chiến đấu ngoan cường và một lần nữa đánh bật được quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi thành. 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa tập trung lực lượng tổng công kích từ cả ba hướng. Được sự chi viện tối đa hóa, lực lượng của không quân, pháo binh, xe tăng, súng phun lửa các loại. Lúc này thì viện binh giải phóng quân vẫn chưa thể vượt sông chi viện được vì bị B-52 đánh phá ác liệt. Đêm 15 tháng 9, các chỉ huy của quân giải phóng trong thành nắm được chỉ thị. Việc giữ thành cổ đã đạt được mục đích trên bàn đàm phán nên đã thống nhất ra lệnh rút khỏi thị xã và thành cổ. Sáng ngày 16 tháng 9, các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt xung phong. Những tổ kháng cự cuối cùng của quân giải phóng đã chống trả mãnh liệt nhằm giữ chân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đồng đội rút lui. Trong trận chiến này, Hoa Kỳ đã ném xuống Quảng Trị khoảng 328.000 tấn bom, phá hủy hoàn toàn 10.000 ngôi nhà và tòa thành cổ. Trong 81 ngày đêm ấy, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu của các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Hàng vạn các chiến sĩ bất chấp hiểm nguy vượt con sông Thạch Hãn, vượt qua mưa bom bão đạn, chỉ một mục tiêu tiến đến giữ được thành cổ Quảng Trị, để rồi hết lớp người này đến lớp người khác ngã xuống, thân thể hòa vào lòng sông Thạch Hãn, mãi mãi hy sinh ở độ tuổi đôi mươi. Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Cựu chiến binh Lê Bá Dương. Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu. Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 9 tháng 8 năm 1972. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!